Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, trong các ngày 18, 19 và 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đã họp kỳ họp thứ hai dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng các lô đất số 246 2 Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang do thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, là một chính trị gia người Việt. Ông từng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 12 năm 2018, ông bị cách chức, nguyên là thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 do ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Ngày 16 tháng 12 năm tố bị can bắt tạm giam ông Tất Thành Cang để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Ban Biên tập Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Tất Thành Cang để phục phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Ông Tất Thành Cang sinh ngày mùng 5 tháng 2 năm 1971, quê quán xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại số 142 đường chợ lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác và giáo dục của ông Tất Thành Cang tháng 6 năm 1993 đến tháng 9 năm 1998, ông Tất Thành Cang theo học tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999 đến năm 2001, ông học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Ông Tất Thành Cang có học vị cử nhân chính trị và thạc sĩ luật. Về quá trình công tác của ông Tất Thành Cang, tháng 2 năm 1990, Ông Tất Thành Cang đi bộ đội lần lượt qua các nhiệm vụ Chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới tại D40 thuộc Lữ đoàn 477 quân khu 7 Sau đó ông về làm trung đội phó vệ binh C32 thuộc Sư đoàn 5 quân khu 7 với cấp bậc thượng sĩ Ngày 7 tháng 9 năm 1991, ông Tất Thành Cang được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 1993 đến tháng 9 năm 1998, ông Tất Thành Cang theo học tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian học, ông đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2001 đến tháng 3 năm 2003, ông là ủy viên thường vụ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban đại học chuyên nghiệp. Năm 2003 đến năm 2004, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phó bí thư rồi phó bí thư thường trực thành đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban mặt trận thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 2004 đến năm 2009, ông Tất Thành Cang là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, thành ủy viên, bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tất Thành Cang là đại biểu Quốc hội khóa 12, nhiệm kỳ 2007-2011, thuộc đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là ủy viên Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 12 năm 2009 đến năm 2012. Ông là thành ủy viên, bí thư quận ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, ông Tất Thành Cang được bầu giữ chức vụ ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 29 tháng 9 năm 2012, ông Tất Thành Cang được phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín giao quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 14 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 13, ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Với tỷ lệ phiếu tán thành là 81,9%. Ngày 17 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, ông Tất Thành Cang được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020. Vào tháng 12 năm 2015, ông được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, ông Tất Thành Cang được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tháng 2 năm 2016, ông được Thành ủy phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thay ông Võ Văn Thưởng nhận nhiệm vụ khác. Tháng 5 năm 2016, ông trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 với số phiếu 61 68,1 số phiếu hợp lệ Ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm sai phạm kể trên